Và hiện tại đang là 3 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7 năm 2019. Chúng tôi đang chuẩn bị vận chuyển một chiếc giường hoàng đế và một bôi lọc bình cho khách hàng tại Yên Lập. Đây là chiếc giường hoàng đế 1m 82m, chất liệu gỗ dê vừa. Mẫu mã là rất quen thuộc với khách hàng. Chiếc giường này chúng tôi vận chuyển cho bác Hoàng tại thị trấn Yên Lập. Mọi người ai có nhu cầu thì có liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 86. Sửa một địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Xin chào và hẹn gặp lại những clip khác.